chuyên mục 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của 24 giờ chuyển động hôm nay, gần 10.000 người sập bẫy băng nhóm lập fanpage lừa đảo 10 tỷ đồng. Tết Nguyên đán 2023 đã cận kề, nhu cầu tiêu thụ rượu, đồ uống có còn của người dân tăng đáng kể các bác sĩ đồng loạt đưa ra các cảnh báo về bệnh lý ngộ độc do sử dụng rượu thường xuyên, uống rượu kém chất lượng, rượu không nguồn gốc, không đảm bảo an toàn. Chậu lan hồ điệp khổng lồ trị giá hơn 1 tỷ đồng tại Hà Nội. Tuyết Vân và Mạnh Tiến xin gửi lời chào mừng cùng lời cảm ơn đến quý thính giả đã chọn theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh tin nóng. Phần tin nóng sẽ bắt đầu chương trình hôm nay. Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng. Trước đó, ngày 6 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nhóm đối tượng tại chung cư Green Bay Garden, tổ 13, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về hành vi sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Thế sinh năm 1992 là đối tượng cầm đầu, Hà Duy Thông sinh năm 2003, Trần Ngọc Lâm sinh năm 1999, Đặng Phương Nam sinh năm 2000, Hoàng Thị Minh sinh năm 2001 đều trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Quá trình bắt giữ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên thu giữ 5 bộ máy vi tính, gần 10 chiếc điện thoại di động thông minh kèm theo nhiều SIM rác. Phong tỏa hơn 20 tài khoản ngân hàng có số dư lớn trong tài khoản tại cơ quan công an thế khai nhận từ năm 2020, lợi dụng nhu cầu mua hàng online của người dân trên các trang mạng xã hội, đối tượng đã lập các fanpage trên mạng xã hội Facebook quảng cáo các mặt hàng nhập khẩu và rao bán với giá rẻ với lý do xả hàng khi có người liên hệ mua hàng thì chúng yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước tiền mua hàng vào các tài khoản ngân hàng có tên người dùng khác nhau do thế đã mua qua mạng internet sau khi người mua chuyển tiền đặt cọc đối tượng đã chặn không cho nhắn tin trên bay đồng thời chiếm đoạt số tiền cọc mà không giao hàng cho người mua bước đầu xác định được số bị hại lên tới gần 10.000 người. Ở nhiều địa phương, số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Hương Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nam nhân viên của quán nước trên đường Bạch Đằng trong lúc dọn dẹp đã bưng những chiếc bàn có nhiều ly nhựa, bịch ni lông, hộp xốp, đổ thẳng xuống sông Sài Gòn. Nắm được thông tin, Ủy ban nhân dân phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã mời anh L, tên viết tắt, 22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương lên làm việc và lập biên bản xử phạt hành vi đổ rác xuống sông Sài Gòn. Tại đây, thanh niên đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái và hứa hẹn sẽ không tái phạm. Ủy ban nhân dân phường Phú Cường đã lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường và trật tự đô thị với số tiền phạt là 4,5 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã tiến hành giải cứu thành công một cháu bé bị kẹt tay vào cửa cuốn trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Trước đó, ngày 17 tháng 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo về trường hợp cháu bé 11 tuổi, trú tại phường 5 thành phố Đà Lạt bị kẹt tay vào cửa cuốn không gỡ ra được. Ngay sau đó, một xe cứu nạn cứu hộ chuyên dụng cùng 8 cán bộ chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường. Tại hiện trường, tay trái của bé bị kẹt sâu phần gốc cửa cuốn gần sát khu vực bánh răng dây xích. Các chiến sĩ buộc sử dụng các phương tiện phá cửa để nhanh chóng đưa tay cháu ra, tránh để lâu có thể dẫn tới tổn thương nghiêm trọng. Sau 10 phút xử lý, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã gỡ được tay trái của cháu ra, tiến hành sơ cứu vết thương và bàn giao cho gia đình. Tiểu mục nóng trên mặt báo. Thưa quý vị, tết nguyên đáng 2023 đã cận kề, nhu cầu tiêu thụ rượu, đồ uống có cồn của người dân tăng đáng kể. Thế nhưng tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do ngộ độc methanol cồn công nghiệp thời gian qua cũng gia tăng do sử dụng rượu giả kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và câu chuyện này năm nào cũng lặp lại. Các bác sĩ đã đồng loạt đưa ra các cảnh báo về bệnh lý ngộ độc do sử dụng rượu thường xuyên, uống rượu kém chất lượng, rượu không nguồn gốc, không bảo đảm an toàn. Có tiền sử nghiện rượu thường xuyên bỏ bữa, chỉ uống rượu, không ăn. Một bệnh nhân đã phải nhập viện điều trị và được chẩn đoán đang trong tình trạng sơ gan giai đoạn cuối. Dù vậy, mỗi dịp Tết đến, bệnh nhân vẫn tiếp tục uống rượu bất chấp nguy hiểm. Bà NTL, người nhà của bệnh nhân, cho biết. Bây giờ là kiểu như là ông ấy uống ngày ông cũng phải uống lên lửa lít. Ý. Những người sơ gan giai đoạn cuối thì lúc nào người ta cũng trong tình trạng đau đớn, rất chi là khổ nên là chỉ có người nhà mới hiểu được tôi thế nên là nghĩ cũng buồn nhưng cũng chẳng biết làm nào khuyên cũng chả được cuối năm là dịp cao điểm diễn ra các hoạt động liên hoan tổng kết tất niên do nhu cầu sử dụng rượu tăng cao các bác sĩ đồng loạt đưa ra các cảnh báo về bệnh lý ngộ độc rượu do sử dụng rượu thường xuyên uống rượu kém chất lượng rượu không rõ nguồn gốc không đảm bảo an toàn anh NTA bệnh nhân cũng cho biết hôm trước thì tôi có đi uống rượu về về đến nửa đêm thì bỗng người buồn nôn chóng mặt sau đó thì nôn ra máu người ngất đi sau đó thì người nhà đưa vào viện Rồi bác sĩ chẩn đoán là tôi bị ngộ độc rượu bác sĩ Lê Văn Đáng khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa Đức Giang nói hiện tại như trong bệnh viện đa khoa đức giang thì cũng đang rất nhiều bệnh nhân liên quan đến rượu đến nằm viện ngoài vấn đề ngộ độc rượu này những vấn đề liên quan đến chấn thương do uống rượu tai nạn cũng rất là nhiều ờ, cái triệu chứng mà khi mình người bệnh mà uống rượu bị ngộ độc ấy, thì về cơ bản nó, nó rất giống như một bệnh nhân say rượu bệnh nhân có thể là uh, tinh thần không được tỉnh táo này bệnh nhân có thể lơ mơ bệnh nhân nặng hơn nữa thì bệnh nhân có thể hôn mê một số bệnh nhân có thể bị co giật Đấy. rồi những triệu chứng đơn thuần như là đau bụng rồi buồn nôn, rồi đi ngoài phân nóng nhiều lần, mất nước và có nhiều bệnh nhân thì không dậy được khỏi giường. Thế là triệu chứng phổ biến và đặc biệt là rất là lo no ngại khi bệnh nhân khi mà uống một lượng rượu nhiều và không rõ nguồn gốc, bệnh nhân có thể hôn mê và có thể tử vong đấy là chuyện có thể xảy ra và đã từng gặp. Ngộ độc rượu có hai dạng là dạng ngộ độc rượu thông thường ethanol và ngộ độc cồn công nghiệp methanol. Ngộ độc các loại rượu thông thường đã gây nguy hại nhưng ngộ độc rượu methanol càng nguy hại hơn. Bác sĩ Lê Văn Đáng, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chia sẻ thêm. Rượu có thể là rượu pha từ một cái men nào đó mà nó có nhiều thành phần rất là độc như là methanol hay là hay là rượu bậc ba thì rất là nguy hiểm. và và khi mà nó đã nặng đến mức đấy thì thì dù có đến 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 sớm khi mình đã dùng như thế thì hầu hết là có đều có thể nguy cơ phải lọc máu này phải lọc huyết tương này rồi có thể về thở máy ấy, cũng có thể bị nguy cơ về tử vong đấy là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra trên thực tế theo các chuyên gia y tế người dân nên hạn chế uống rượu bia tuyệt đối không sử dụng rượu có pha cồn công nghiệp rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ theo các bác sĩ thì rượu nào cũng có hại đối với sức khỏe, ngay cả những loại rượu đạt chất lượng sản xuất theo quy định nếu uống quá nhiều. Qua đó thì các bác sĩ khuyến cáo cách tốt nhất để ngừa ngộ độc rượu là không uống rượu hoặc hạn chế uống rượu, kiểm soát bản thân và người uống cùng, nên từ chối dứt khoát khi bị ép uống rượu. Vâng, uống quá nhiều bia rượu, người uống sẽ không những dễ bị ngộ độc và mắc các bệnh liên quan đến gan, dạ dày, mà còn rối loạn tâm thần, rối loạn hành vi. Rối loạn tâm thần, hành vi do rượu, bia cũng là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông khi điều khiển xe lưu thông trên đường hoặc các vụ đánh nhau, thậm chí là sử dụng vật dụng gây án chết người. Nói chung là có vui xuân thì cũng đừng vui quá với rượu bia quý vị nhé. Xin hãy giữ sức khỏe cho bản thân và cho cả những người xung quanh. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý vị, những ngày này trên khắp các tuyến phố ở Hà Nội như là Lạc Long Quân, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ đã bày bán đủ các loại cây cảnh. Bên cạnh đào quốc thì hoa lan hồ điệp đủ màu sắc, kiểu dáng khác nhau cũng được tung ra thị trường. Trong đó thì có những chậu lan siêu to khổng lồ với mức giá khủng thu hút sự chú ý của nhiều người và có một chậu lan mà chắc chắn là khi nghe miêu tả về nó thì sẽ khiến cho mọi người phải choáng ngợp với độ kỳ công, sự đầu tư cũng như là giá trị của chậu lan. Trước cửa sân vận động Mỹ Đình, chậu lan tiền tỷ mang tên Phú Quý đang được bày bán với mức giá khủng lên đến 1,6 tỷ đồng. Được biết, tác phẩm Hoa lan Phú Quý có chiều cao gần 7 m đường kính gần 3 m được trồng trong chậu khảm trai vẫy rồng. Phần bình hoa Anh Ngô Hoàng Nghiệp, chủ nhân của chậu lan, sẽ cho giác vàng 24K để tăng tính thẩm mỹ cũng như giá trị của chậu lan Hồ Điệp Phú Quý. Anh Hoàng Nghiệp cho biết tác phẩm được ghép từ 3.668 cành hoa lan hồ điệp xuất xứ từ Đà Lạt. Đây là công sức của 10 người thợ làm việc liên tục trong 2 ngày 2 đêm để kịp tiến độ. Ngoài ra, anh Nghiệp muốn quảng bá, lan tỏa đến cho người dân về giá trị của hoa lan hồ điệp Đà Lạt, không thu kém bất cứ loại hoa nào xuất xứ từ các quốc gia khác. Ngoài trừ cây lan phú quý được định giá tiền tỷ, các chậu lan khác hầu hết chỉ được bán với mức giá cao nhất khoảng hơn 100 triệu đồng. Trong số đó, nổi bật là hoa lan màu xanh coban, một trong những sản phẩm mới xuất hiện trong dịp Tết Quý Mão 2023. Chậu lan hồ điệp cỡ nhỏ, ít cành sẽ dành cho các ngôi nhà nhỏ có không gian hẹp. Theo những người bán hàng, để chọn ra được một cành hay chậu lan đẹp, hoa lan phải đều nhau, màu sắc phối hợp phải hài hòa và tất cả các cành phải có tư thế cân bằng, không được cao hoặc thấp quá. Việc trưng bày lan hồ điệp cũng mang nhiều ý nghĩa từ dáng thế cho đến số cây trên đầu chậu, có thể kể đến như là thế cánh bồm, thế mâm xôi, cùng việc lựa chọn lượng cành dựa vào con số phong thủy như là 86 nghĩa là phát lộc, 68 nghĩa là lộc phát. Tiếp tục chương trình, Tuyết Vân sẽ đưa quý vị đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ, nơi được mệnh danh là Tiểu Đà Lạt hay Thiên Đường Hoa giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang được trưng bày những cành đào Nhật Tân đẹp mắt, được gửi máy bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, những cành đào Nhật Tân có giá từ 80.000 đồng đến 150.000 đồng, được người dân thành phố Hồ Chí Minh thích thú mua về chương Tết. Chị Tuyết ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh mua hai cành đào nhỏ với tổng giá trị chỉ 150.000 đồng Cành đào chị sẽ cắm vào bình và trưng bày ở phòng khách. Đảo qua một vòng khắp chợ hoa Hồ Thị Kỷ, có khoảng 4 đến 5 cửa hàng bán các loại cành đào mận được đóng thùng gửi từ máy bay từ Hà Nội vào. Giá bán những loại hoa dao động từ 80.000 đồng đến khoảng 300.000 đồng. Các chủ cửa hàng hoa cho biết, năm nay giá đào cành cao hơn những năm trước do cước vận chuyển tăng, đào nở sớm do chênh lệch nhiệt độ giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đa số hiện nay cửa hàng bán cành đào vì cành vừa tạo được nhiều dáng đẹp, vừa dễ vận chuyển hơn so với cây đào trồng lâu năm còn nguyên gốc. Những cành đào được vận chuyển bằng máy bay nên giữ chất lượng tốt hơn so với đi xe lạnh. Một cành đào đẹp, đầy đặn, nở rộ đem lại sự rực rỡ trong gia đình ngày Tết, báo hiệu một năm mới ấm no, sung túc và may mắn. Bên cạnh các loại hoa cây cảnh quen thuộc như là mai, đào, cúc, vàng thọ, đồng tiền, những năm gần đây, bắp cũng được nhiều người lựa chọn làm cây cảnh chừng Tết. Với ý nghĩa độc đáo, tốt đẹp, loại cây trồng giản dị vốn thân quen gần gũi bao đời nay đã đi thẳng từ ngoài đồng vào trong nhà như một thứ nông sản độc lạ chương Tết, gửi gắm niềm tin, đơm hoa, kết trái, vương xa, trổ cờ, làm ăn chắc như bắp anh nguyễn văn sử ở ấp mỹ 1, xã vĩnh phú đông huyện phước long tỉnh bạc liêu đã bén duyên với việc trồng bắp chưng dịp tết đến xuân về khoảng năm ngày nay theo anh sử năm mới nhiều người chọn bắp để chưng với mong ước mọi điều thuận lợi công việc làm ăn chắc như bắp để cây đơm hoa kết trái đúng ngày và bắt mắt người trồng phải có kinh nghiệm và chăm sóc kỳ công qua nhiều công đoạn mỗi chậu bắp cảnh thường được nông dân trồng ba cây tượng trưng cho sự vững chãi hiện bắp đang phát triển tốt thông thường người chơi chọn bắp theo cặp, trên thân đã có trái. Tùy theo nhu cầu thị trường, bắp chân có mức dao động từ 160 đến 250 000 đồng một cặp. Anh Nguyễn Văn Sử, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho biết. Thấy người ta cũng có nhu cầu chân bắp thì tôi nhà tôi cũng 3 4 năm rồi trồng bắp này để bán chân Tết thì mỗi một chậu thì tôi để là ba trồng ba cây chậu này tết bán chủ yếu là dịp tết à tôi bán cho cái mỗi một chậu này là 80 000 ngàn không chỉ bắp kiển hút hàng được giá mà ngay cả bắp trái cũng khá đắt hàng vào dịp tết ông lê ngọc điểu ở xã vĩnh phú đông huyện phước long tỉnh bạc liêu cho biết Gia đình mặc dù không có thời gian chăm sóc tỉ mẩn như bắp kiển, nhưng ông tranh thủ trồng bắp để bán trái trong dịp Tết. Nếu ngày thường mỗi trái bắp có giá từ 3 đến 5 ngàn đồng, thì đến Tết sẽ có giá từ 5 đến 7 ngàn đồng một trái. Không riêng gì ông Điểu, mà hầu hết người dân trồng bắp ở địa phương đều tranh thủ xuống giống vụ bắp Tết với hy vọng tác hàng được giá. Ông Lê Ngọc Điểu, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho hay. Ở đây thì khu vực này thì trồng bắp đón Tết thì cũng khá nhiều, khoảng cỡ khoảng cả 3 hecta bây giờ á, bắp này nó phụ thuộc vào thời tiết nếu thời tiết lạnh thì nó kéo dài ngày ra còn nếu thời tiết nó ổn định thì nó đúng đúng ngày đúng ngày tết luôn thời tiết bây giờ nó cũng tương đối thuận lợi đó cũng mưa cũng không có nhiều nước cũng không có lên đó, và con người ta cũng canh tác ngoài ra là sau bệnh thì cũng hạn chế mà nhưng có có chuột đó, là nó hơi nó quậy hơi mình quậy mình hơi nhiều hai con bắp này á, nếu mà thu hoạch xong á, là khoảng cỡ 6.000 trái trừ chi phí là nếu mà một công của mình là nếu mà trừ chi phí phân bón công đào này kia nói là mình khoảng lại một công cũng khoảng lại từ 4 đến 5 triệu. Trong cách nghĩ của nhiều người, việc sử dụng các loại nông sản vốn gắn bó với người nông dân vào dịp Tết cổ truyền không chỉ là trân trọng những thành quả trong sản xuất mà còn gửi gắm vào đó ước muốn năm mới mùa màng bồi thu. Ngoài việc trồng bắp trong chậu để phục vụ cho dịp Tết, Năm nay, một nhà vườn tại Hưng Yên đã mạnh dạng trồng mía tím để trưng Tết. Khoảng 15 đến 18 cây mía tím được trồng trên một chậu, bán giá từ 500.000 đồng. Chưng bắp thì với mong ước mọi điều thuận lợi, công việc làm ăn chắc như bắp. Còn chưng mía tím mang lại ý nghĩa gì? Tức Vân nhỉ? Theo quan niệm ngày xưa thì cây mía giống như là một biểu tượng của sự giao hòa trời đất, kết nối hai thế giới âm dương. Vì vậy thì nhiều gia đình thường mua mía về nhà để trong ngày Tết đó mạnh tiếng à. Và ngay bây giờ thì mời mạnh tiếng và quý vị cùng nghe về những chậu mía tím độc lạ hút khách này nhé. Nắm bắt được nhu cầu của người dân vào mỗi dịp Tết đến xuân về, thì anh Nguyễn Văn Thạnh, chủ một nhà vườn ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã đưa mía tím lên chậu thành cây cảnh đẹp mắt chơi trong dịp Tết. Theo anh Thạnh, năm nay gia đình anh trồng được khoảng hơn 300 chậu mía tím. Mỗi chậu mía gồm từ 15 đến 18 cây có giá khoảng 500.000 đồng một chậu. Chậu mía cảnh được đánh giá là đẹp mắt, thường có chiều cao từ 1 đến 1,2 mét. Thân thẳng, các đốt của cây đều nhau, không bị sâu, vỏ thân có màu tím đậm, lá xanh. Theo quan niệm ngày xưa thì cây mía giống như là một biểu tượng của sự giao hòa trời đất, kết nối hai thế giới âm dương nên rất được ưa chuộng trong ngày Tết. Anh Nguyễn Văn Thạnh ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết. Trồng như này thì phải trồng vào nếu chính thức cái chậu này nếu như để mà đến Tết mà để cho nó đẹp nó chỉ rơi vào tầm 6 tháng nhưng phải trồng từ tháng 2 đến tháng 6 thì là phải là cắt bỏ để lấy mầm mới thì là cây trên một chậu nó mới đẹp. Cái mía này thì theo cũng là chuyển truyền miệng là nếu mà như của các cụ là bảo là đây là những cây mía để nếu mà như để là thờ làm gậy ông quả là để nếu như mời các cụ về ăn Tết xung về cùng với con cháu thì đến lúc là đi các cụ về phía bên kia thì là để lấy là để làm gậy để gánh đồ mang đi theo con cháu tặng. Mỗi chậu mía được gò vòng tròn bằng dây thép để cây mọc thẳng không bị nghiêng ngã. Anh Thạnh cũng chia sẻ thêm, cây mía tím chơi được khá lâu khoảng 6 tháng, sau đó thì người dân phải cắt bỏ cây cũ, lấy mầm mới thì cây sẽ mọc thẳng và rất đẹp vào dịp Tết năm sau. Thưa quý vị, theo quan niệm dân gian xưa thì trái bưởi tròn đầy tượng trưng cho sự sung túc, đoàn tụ của các thành viên trong gia đình. Đồng thời thì người ta tin rằng việc bày bưởi trên mâm cổ trung thu còn đem lại may mắn như một lời chúc phúc cho gia chủ. Vâng, đúng là như vậy. Tại các điểm bán hoa cây cảnh chân Tết Nguyên đáng 2023 năm nay, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã xuất hiện những chậu bưởi cảnh. Điều lạ mắt là những chậu bưởi cảnh đã được cắt sạch lá, chỉ thấy quả là quả và thứ cây cảnh này đang bán với giá là hàng chục triệu đồng, thậm chí là cả trăm triệu đồng, thu hút nhiều người đến chụp ảnh. Những ngày qua các loại hoa như cây cảnh phục vụ Tết Nguyên Đán đã bắt đầu đổ bộ xuống các tuyến đường chính ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, mang sắc Tết về tràn ngập phố phường, nổi bật trong đó là những cây bưởi lộc cổ thụ đang được các thương lái rao bán với giá từ 30 đến 60 triệu đồng một cây. Điều đặc biệt, những cây bưởi cảnh đều đã được cắt hết lá, chỉ còn lại những cành triệu quả. Mỗi cây bưởi với một dáng thế khác nhau, trên các cành trời trụi treo chi chích những quả vàng rực. Vì thế, món hàng độc lạ trong nổi trội giữa muôn loài hoa, cây cảnh đang được bày bán. Một tiểu thương tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết. Đây cũng là cây bưởi cảnh bình thường, tuy nhiên, trước Tết khoảng hơn một tháng, khi quả đã ổn định, các nhà vườn sẽ cắt toàn bộ lá, chỉ để lại những cành triệu quả cần đến ngày bán những cành lọc sẽ đâm chồi mang lại một màu sắc tươi mới tạo nên vẻ đẹp riêng vì thế nên đây được coi là bưởi lọc hầu hết những cây bưởi lọc cùng với các loại cây cảnh khác đều được nhà vườn nhập về từ các tỉnh phía bắc chính bởi kiểu dáng độc lạ những chồi non bơn bẩn mang đầy sức sống đã tạo thêm sự thu hút cho những cây bưởi lọc Mặc dù vậy, nhưng với mức giá hàng chục triệu đồng, tùy thuộc vào kích thước, kiểu dáng, từng cây, thì đây cũng là một món hàng thuộc diện hạng sang, nên dù rất đẹp, nhưng nhiều người cũng chỉ đến ngắm và chụp ảnh. Tin quốc tế đang chú ý, tại Nhật Bản, da cá là phế phẩm chính của ngành thủy sản nước này. Và nhằm góp phần giải quyết lượng rác thải khổng lồ, một doanh nhân tại tỉnh Toyama của Nhật Bản đã có sáng kiến tái chế da cá để dùng thay thế cho các loại da thuộc truyền thống trong sản xuất hàng hóa cao cấp những chiếc ví được thiết kế rất đẹp và ấn tượng. Tất cả chúng đều được làm từ da cá và là sản phẩm xuất phát từ ý tưởng của anh Noguchi Tomohisa. Hiện anh Noguchi Tomohisa có thể xử lý đến hơn 50 loại da cá. Anh Noguchi Tomohisa chia sẻ, tôi đang biến những thứ bỏ đi thành đồ hữu dụng. Tôi hy vọng là cách làm này sẽ trở nên phổ biến. Để có những biến da thành phẩm dùng để sản xuất túi, Ví để bày bán tại các cửa hàng cao cấp ở thủ đô Tokyo và nhiều nơi khác, anh đã trải qua nhiều năm nghiên cứu nhằm loại bỏ mùi tanh, đảm bảo độ bền của vật liệu. Nhiều hành khách đã cảm thấy rất thích thú với những sản phẩm ấn tượng như thế. Mới đây, những người đi biển ở California, nước Mỹ may mắn được thưởng thức trải nghiệm chỉ có một lần trong đời khi chứng kiến cận cảnh cá voi xám sinh con. Cá voi xám Thái Bình Dương không còn xa lạ đối với những người sử dụng dịch vụ quan sát cá voi ở thành phố Dana Point, bang California, Mỹ. Tuy nhiên, cảnh tượng một con cá voi xám mẹ dài hơn 10 mét sinh con và khoe với ba chiếc thuyền chở đầy người trong chuyến du ngoạn mới đây là điều chưa từng thấy trong hơn 25 năm hoạt động của dịch vụ này. Những người quan sát ban đầu còn tưởng cá voi xám bị động vật săn bồi tấn công khi nhìn thấy nước biển chuyển màu đỏ do máu. Những người có mặt gần như ngay lập tức chứng kiến sự gắn kết giữa mẹ con cá voi khi con non mới sinh bắt đầu sử dụng kỹ năng bơi lội của mình để nhẹ nhàng lướt quanh cá voi mẹ. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động. Tiểu mục cà phê không đường với phản ánh về dịch vụ đổi tiền lẻ ngày hốt bạc trốn tâm linh. Tiểu mục chuyện ngày mới chia sẻ về câu chuyện ăn Tết ấm no nhưng vẫn tiết kiệm. Tiểu mục cà phê không đường. Thưa quý vị, nắm bắt được nhu cầu đổi tiền lẻ cao dịp lễ Tết tại các địa điểm thờ cúng tâm linh dịch vụ đổi tiền lẻ giá cao với mức chênh lệch lớn từ 10 đến 20% đỡ rộ. Dù đây là hoạt động không được pháp luật cho phép, câu chuyện được phản ánh trong phóng sự sau đây. Mời quý vị cùng nghe. Phủ Tây Hồ, Hà Nội dù đã về đêm, nhưng những cửa hàng kinh doanh hương hoa gần Phủ vẫn sáng đèn. Nhiều năm nay thì ngoài việc kinh doanh các đồ cúng, lễ, Phủ Tây Hồ là địa chỉ nổi tiếng về buôn bán tiền lẻ giá cao. Với mức phí 20%, người bán khẳng định tại đây muốn đổi bao nhiêu tiền lẻ cũng có. Các mệnh giá được đổi nhiều nhất cũng là mặt hàng đắt khách nhất ở đây là những cọc tiền mới có mệnh giá thấp. Không chỉ được bán ở hai bên đường gần Phủ Tây Hồ, bên trong những kiosk Cấm chốt trong phủ, dịch vụ đổi tiền lẻ ăn chênh lệch cũng diễn ra vô cùng công khai với số tiền mua không giới hạn, thậm chí giá đổi còn cao hơn ở bên ngoài với mức phí lên tới 30%. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng tiền lẻ cao dịp lễ Tết cuối năm tại các địa điểm thờ cúng tín ngưỡng, các dịch vụ đổi tiền lẻ mặt sức kinh doanh dù đây là hoạt động không được pháp luật cho phép do mức chênh lệch lớn từ 10 đến 20% để tiếp cận tới nhiều khách hàng hơn. Dịch vụ này vô cùng sôi động trên không gian mạng, chỉ cần gõ từ khóa đổi tiền lẻ trên công cụ tìm kiếm, khoảng 39 triệu đến 100 000 kết quả hiện ra sau khoảng 0,34 giây với những cái tên như dịch vụ đổi tiền, đổi tiền tết hay đổi tiền giá rẻ. Theo quy định của pháp luật, bất kỳ hành vi đổi tiền lẻ của tổ chức cá nhân để hưởng chênh lệch kiếm lời sẽ bị phạt theo quy định. Cụ thể, tại Nghị định số 88 trên 2019 trên NDCB ngày 14 tháng 11 năm 2019, quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi vi phạm đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Mức phạt này áp dụng đối với cá nhân. Các mức phạt đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, theo điểm B khoảng 3, điều 3, Nghị định số 88 năm 2019 của Chính phủ. Ngay sau đây là phần tin nóng, mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe. Những mảnh đinh đã được hút lên chỉ trong vòng ít phút. Những vật nhỏ bé có thể trở thành những chiếc bẫy gây tai nạn cho người đi đường bất cứ lúc nào. Trước đó, trên quốc lộ 1, đoạn qua khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, xuất hiện nhiều mảnh đinh hình thoi nằm rải khắp mặt đường ở làng xe máy. Đa phần các mảnh đinh đều còn khá mới, vào ngày 16 tháng 1, trên địa bàn có nhiều xe máy bị thủng lớp do cán phải đinh. Người dân xung quanh đã ra nhặt đinh đem đi xử lý. Tuy nhiên, sáng hôm sau, những mảnh đinh lại xuất hiện một cách đầy thách thức. Nhận tin báo, đơn vị quản lý tuyến đường đã cho công nhân thu gom hút đinh để đảm bảo việc đi lại an toàn của người dân. Các công dân thu gồm đình cho biết vào ngày lễ, nhất là những ngày cận Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, thì tình trạng rải đình tại đây lại xuất hiện nhiều hơn và liên tục, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Tân Tạo A cho biết, đơn vị sẽ cho người kiểm tra, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm. Trích xuất từ camera an ninh và phản ánh của người dân ở Tây Ninh, vào lúc rạng sáng, một nhóm đối tượng có tổ chức đã di chuyển bằng ô tô vào nhà dân, có cầm cả giỏ đựng đồ, một tên đứng cảnh giới bên ngoài, hai tên còn lại tiến tới chuồng nuôi dúi của chủ nhà và bắt trộm dúi bỏ vào giỏ, sau đó tẩu thoát. Sau vụ trộm, chủ nhà khá buồn vì bỏ công sức ra nuôi và thiệt hại về mặt kinh tế cũng tại tây ninh theo camera tại một tiệm spa ghi lại vào lúc trưa người phụ nữ trung niên trùm kính tự ý đi vào bên trong thấy không có ai người phụ nữ đã nảy sinh ý đồ trộm cắp thản nhiên tìm đồ may mắn chủ tiệm lên kịp nên người phụ nữ giả vờ hỏi làm chân mày sau đó tìm cách rời khỏi theo chủ tiệm cho biết người này từng ghé một tiệm khác trộm tiền với cách thức tương tự trong một vụ trộm khác diễn ra tại Khánh Hòa, thời điểm tài xế dừng xe nghỉ mệt thì có nhóm đối tượng tiếp cận bên ngoài xe để rọi đèn pin quan sát. Sau đó, một người đã mở cửa cabin xe, lấy trộm tài sản bên trong, có điện thoại của một tài xế, rồi biến mất. Sau tình huống trên, khuyến cáo mọi người chú ý khi về quê ăn Tết, không nên dừng đổ xe dọc đường vắng để tránh xảy ra tình huống tương tự. Tiểu mục chuyện ngày mới Thưa quý vị, Tết là dịp đặc biệt nhất trong năm và tâm lý chi tiêu mạnh tay của người dân là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thì việc chi tiêu tốn kém của nhiều gia đình đã dẫn đến tình trạng lãng phí. Dù đây không phải là vấn đề mới, nhưng để tạo nên một mùa Tết vui tươi, lành mạnh, không lãng phí, trên hết, mỗi cá nhân và mỗi gia đình cần chú ý điều chỉnh hợp lý việc chi tiêu mua sắm. Và để chia sẻ về câu chuyện ăn Tết ấm no nhưng vẫn tiết kiệm, mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự trong tiểu mục Chuyện ngày mới hôm nay. Chi tiêu tiết kiệm trong ngày Tết luôn là tiêu chí hàng đầu của nhiều gia đình khi mà có quá nhiều thứ cần phải mua trong dịp lễ này. Vì thế, nếu không phải là người tiêu dùng thông minh, sẽ dẫn đến việc lãng phí tiền bạc. Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, chuyên gia kinh tế cho biết. Tết thì thứ nhất là là ngày đoàn viên mà. Chúng ta đi về quê, chúng ta thăm bà con dòng họ. Thì chúng ta cũng phải có quà cáp để nó thể hiện cái tấm lòng. Còn tiền đi xì rồi này kia tặng cho con cháu. Thì tôi nghĩ đó là cái nét đẹp nét đẹp và nét đẹp này mình cũng nên giữ gìn tiêu xài thì được nhưng mà quan phí thì không nên mỗi người là phải có cái sự tính toán cho mình nó nghĩa là chúng ta vẫn có thể vui vẻ đón tết theo đúng truyền thống của mình ngày tết có ý nghĩa với mỗi gia đình và tùy hoàn cảnh thu nhập khác nhau việc chi tiêu hào phóng rộng rãi tốn kém hơn hẳn ngày thường chị Đỗ vương Già dạ thảo quận bình thạnh thành phố hồ chí minh cho hay không khí tết trong gia đình nó cũng rất là quan trọng à, thành ra Đối với mình thì mình sẽ chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và rất là nhiều Nhưng mà năm nay thì tài chính nó cũng hạn hẹp Thì mình cũng như các gia đình khác thôi Là mình chuẩn bị đồ ăn vừa đủ Mình đi thăm ông bà Đi tham quan những nơi gần thôi Bà Dương Thị Mỹ Long, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ăn uống đồ, lặt vặt chi tiêu là cũng tết ông bà tết rồi cúng kiến 3 ngày tết, ai cũng phải cúng tiết kiệm theo và kiểu theo vừa cái túi tiền mình thôi chứ không phải tiết kiệm mà nó nó quá đáng. Việc lên kế hoạch chi tiêu hợp lý giúp ngày Tết vui vẻ sung túc mà không bị lãng phí. Nhưng để chi tiêu sao cho vẫn vui, vẫn đầy đủ mà không lãng phí, thật sự là một bài toán chẳng dễ dàng. Để hưởng trọn niềm vui mà không lo bội chi trong dịp năm mới, chúng ta cần có kế hoạch chi tiêu Tết rõ ràng, những cái nào nên mua, cái nào sử dụng lại được. Nếu có thể, người dân nên đi chợ sớm mua hàng hóa khuyến mãi để gần Tết hàng hóa đắt đỏ, đặc biệt ăn uống tại nhà và hạn chế mua sắm bên ngoài nếu không cần thiết, cân nhắc danh sách quà tặng và lì xì đầu năm cũng như lên kế hoạch sau Tết làm gì để có khoản tiền trang trải. Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, chuyên gia kinh tế, nói ngày tết là một cái truyền thống rất là tốt đẹp của người việt ngày mà để người ta chi ân chi ân cha mẹ chi ân thầy cô chi ân bạn bè thăm viết hỏi thăm nhau thì cái nhu cầu chi tiêu đương nhiên nó sẽ tăng hơn cái ngày bình thường tuy nhiên khi chúng ta xài tiền á, thì chúng ta cũng phải tính đến tương lai nữa mọi người á, cũng phải để dành tiền để mà trang trải cho những cái tháng qua tết có số người thì tranh thủ dịp tết rồi đi chơi đi du lịch chỗ này chỗ kia đi như vậy nó tốn kém lắm Còn nếu mà chúng ta nghĩ cái tết là cái ngày đoàn viên thì chúng ta nên ở nhà và ở nhà thì chắc chắn là nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Bà Dương Thị Bỉ Long, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Tới nó hơi khó khăn nhưng mà mỗi người tiết kiệm chút. Nói chung Tết nè, mua đồ chút đỉnh thôi. Tại vì chợ Tết mùng 2 có bán rồi. Hồi xưa á, phải chứa tủ lạnh này hết chứa rồi. Với những cách chi tiêu tiết kiệm trong ngày Tết mà vẫn đảm bảo đầy đủ những thứ cần thiết trên, mỗi cá nhân gia đình sẽ có một dịp Tết vui vẻ, an toàn và ý nghĩa nhất. Vì thế hãy tìm cho mình một cách tiết kiệm thích hợp nhất và bắt đầu ngay hôm nay để không chỉ chăm lo tốt hơn cho các chi phí ngày Tết mà còn để thực hiện được những mục tiêu tài chính khác trong tương lai. Kính thưa quý vị, vui xuân đón Tết là nhu cầu của mỗi cá nhân, tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế chung còn diễn biến phức tạp, các cá nhân gia đình nên cân nhắc chi tiêu lành mạnh hợp lý, tiết kiệm không gây lãng phí. Hơn hết, Tết còn là dịp để chúng ta tiết kiệm, tránh lãng phí, không dốc hết vốn liếng vào mấy ngày Tết để có thể tích lũy được tiền bạc, dành dụm cho bản thân và gia đình, trang trải sau Tết. Chỉ khi ấy, Tết mới có nhiều ý nghĩa. Và Tết đến thì việc mua sắm sửa sang nhà cửa cũng nhộn dịp hơn bao giờ hết, nên mỗi cá nhân và mỗi gia đình cần chú ý, điều chỉnh hợp lý việc chi tiêu mua sắm, xác định mua đủ dùng, tiêu đủ mức, và thưa quý vị, nội dung này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị có những ngày xuân vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình bạn bè. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.